Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Tập hôm nay là tập 118 các bạn, và câu chuyện hôm nay là của một bạn gái đã gửi mail về để kể về người bạn của mình. Và người bạn đó năm nay 27 tuổi các bạn, chúng ta tạm gọi bạn này tên là H nha. Và bạn kể rằng là cô bé H này á, là cách đây là mấy năm trước có quen với lại một người bạn trai, và hai đứa này thương nhau rất là sâu đậm các bạn. Nhưng mà khi mà anh chàng này là đưa bé H về để mà thăm gia đình của mình á, thì mẹ của anh chàng này không có đồng ý. Và bé H đã tâm sự với lại người bạn này rằng là nói rằng là mẹ bắt chia tay chứ không có muốn cho quen các bạn. Mặc dầu là khi cái thời gian đầu mà mới vừa phản đối thì hai đứa là cũng đấu tranh rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng là do cái người mẹ của anh chàng này là lợi dụng vào cái sức khỏe yếu của mình để bắt buộc anh chàng này là phải chia tay bé H này để mà cưới một người khác các bạn. Thì do là anh chàng này cũng thương mẹ, rồi đồng thời là sợ mẹ mình là có chuyện gì, cho nên anh chàng này là cuối cùng cũng chia tay cô bé H này để mà lấy vợ theo ý gia đình của mình. Và sau đó là cô bé H cũng rất buồn các bạn, nhưng mà khoảng một thời gian sau đó thì cái nỗi buồn nó cũng nguôi ngoai. Và cái bạn mà gửi chuyện cho Thi là đã cố tình làm mai cái người anh mà anh chồng, mà anh bà con thôi chứ không phải là anh ruột nha các bạn, để mà hai người này quen nhau. Tại vì cái người anh của bạn là cũng rất là hiền, cho nên nó là thấy là phù hợp với lại bé H, cho nên đã quyết định làm mai. Và hai người cũng đã là kết bạn với nhau trên Facebook, rồi cũng hẹn cà phê, rồi nhắn tin, rồi cũng yêu nhau các bạn. Lúc thời gian đầu thì rất là vui vẻ, nhưng sao dần dần là khi mà tính tới cái chuyện đám cưới rồi á, thì cái cô bé H này nó lại thay đổi. Nó không có muốn cưới mà nó cứ kiếm chuyện để mà nó gây gổ, rồi bắt đầu lại huề. Lúc đầu thì cái anh họ, mà anh chồng họ của bạn á, thì lúc đầu vẫn còn năn nỉ các bạn, nhưng sau là cũng cảm thấy chán khi mà người bạn gái mình cứ như vậy hoài, cho nên hai đứa lại quyết định chia tay với nhau. Và cái cô bé này á, thì khi mà chia tay á, là thường tâm sự với bạn rằng á, là không hiểu sao á, mà cứ mỗi đêm nằm á, là cứ cảm giác như có một người ôm mình. Và cái người này á, là ôm rất là chặt các bạn, và đôi khi á, là còn quan hệ tình dục với nhau y như là vợ chồng vậy đó. Thì rất là nhiều lần nằm mơ hoặc là cảm giác mơ mơ màng màng bị ôm như vậy, mà nhiều khi bạn nằm nghiêng, sau đó là bạn cảm giác như là nằm ở phía sau để mà ôm mình, rồi á, là cứ thì thào là anh thương em, anh yêu em. Thì lúc đầu á, là cô bé H này kể cho bạn nghe, thì bạn mới nói rằng có khi nào á, là em còn nghĩ tới cái anh chàng người yêu cũ của em, rồi em tưởng tượng không, chứ làm gì mà có cái chuyện như vậy. Thì cô bé H là hoàn toàn khẳng định rằng mình không hề nghĩ tới cái anh chàng đó, mà cũng khẳng định là mình là nằm mơ rất nhiều lần, và nhiều khi mơ mơ màng màng vẫn cảm giác được cái người đàn ông đó ôm mình và quan hệ với mình các bạn. Thì sau đó là cô này rất là sợ và đã nhờ một bà dì của mình ở dưới quê á, là cô bé này quê ở miền Trung các bạn, thì tìm một người thầy để mà hỏi xem sao. Thì người thầy này á, là nói rằng cô này bị vong theo, và sau đó là đã không biết là kêu về. Lúc đó là cô bé này về quê các bạn, và sau đó là đã làm phép gì đó thì bạn không có rõ lắm. Nhưng mà nghe cô H này kể lại rằng khi mà thầy làm phép xong á, thì thầy nói là cái vong này đã tạm thời đi rồi. Và sau đó là thầy đưa cho 9 tép rường các bạn. Thi không biết rằng cái tiếng miền Trung gọi rường là cái gì, Thi nghĩ là chắc là tép tỏi, nhưng mà không biết rường là cái gì, thì bạn nào ở miền Trung có thể cho Thi biết được hay không nha. Và thầy đưa cái 9 tép rường đó để mà cô này mang trong người, và dặn dò rằng á, là trong suốt 9 ngày là cô này không được bước ra đường vào lúc mà sau 6 giờ tối các bạn, là sau khi mà 6 giờ tối trở đi là ở trong nhà chứ không được ra đường. Và dặn dò về hái những cái rau gì để mà ăn vào. Thì
Cô bé hát này sau khi mà đi ông thầy đó về, đi cái người thầy đó về làm những cái gì mà thầy dặn dò rồi, thì công nhận rằng không có nhìn thấy cái vong đó nữa, và cũng không không có nằm mơ thấy nữa các bạn, và hoàn toàn ngủ rất là ngon. Và sau đó thì cô này bắt đầu trở lại Sài Gòn để mà xin vào một cái công ty. Thì trước khi mà không hiểu gì sao các bạn, trước khi mà có nghĩa là qua ngày hôm sau thì sẽ đi là đến cái công ty đó phỏng vấn để mà đi làm luôn, thì ngay cái đêm trước á là cô này nằm mơ thấy cái người đó, cái người mà đã ôm ấp rồi đã nhìn thấy làm tình như vậy đó, là trước đây á là về và cái gương mặt rất là hung dữ các bạn, và nhìn thấy cái ông này rất là cao to mà cái tay chân cái mình trở xuống thì rất là rõ, mà đen thui tù lùi, nhưng mà cái mặt á thì mờ mờ ảo ảo, không có rõ được cái mặt ra sao hết. Và nhìn hả là cái thái độ rồi cái giọng nói rất là dữ, nói rằng mày hả muốn bỏ tao là đâu có dễ đâu. Rồi sau đó ông ta đã vồ đến và giống như là moi cái ruột của cái, xẻ cái bụng, kéo toạc cái bụng của cái bạn hát này ra các bạn. Và khi mà bạn hát giật mình thức dậy là cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi dữ lắm. Tại vì tự nhiên sau thời gian rất là lâu rồi mà bây giờ mình lại nằm mơ thấy cái ông đó, không biết là có chuyện gì không, nhưng mà bạn nghĩ là chắc không sao đâu, mình cũng đã làm theo đúng ý thầy dạy rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Và sau ngày hôm sau thì cô bạn này á là bắt đầu đi đến cái công ty đó để mà phỏng vấn rồi, khi mà phỏng vấn xong thì được công ty nhận vào các bạn, và chuẩn bị để mà đi làm. Và cái ngày hôm đó luôn là cô này đến, sau đó là chuẩn bị rồi bắt đầu qua ngày hôm sau mới đến làm, thì tự nhiên đang ngồi chuẩn bị vậy thì tự nhiên cảm thấy rất là đau bụng, mà đau đến nỗi ngất xỉu luôn các bạn, khiến cho những cái người trong công ty đó phải dìu đến cái phòng nghỉ. Và khi mà cô tỉnh lại á, cô bé hát này tỉnh lại thì mọi người mới kêu rằng á là thôi em về sớm hôm nay đi, rồi em đi khám coi sao mà tự nhiên đau bụng cái gì mà đến nỗi mà ngất xỉu như vậy. Thì cô hát này mới về sớm các bạn, và sau đó đã đến bệnh viện siêu âm thử xem mình có bị cái gì không, nhưng mà kết quả thì hoàn toàn bình thường, không bị gì hết các bạn. Và sau đó thì cứ như vậy nhưng mà không còn cảm giác cái ông này ôm hàng đêm nữa. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái cô này lại quen một cái người nữa, và giống như vậy luôn các bạn, không có là cứ quen cái thời gian đầu thì rất là thương yêu nhau, nhưng mà thời gian sau khi mà sâu đậm dần dần để mà tính tới cái chuyện hôn nhân rồi á, thì cái cô này lại tiếp tục là cứ giận hờn rồi cứ kiếm chuyện gây gổ rồi lại chia tay với nhau. Và nhiều khi chia tay xong thì bắt đầu là cứ thấy cái người đàn ông này về, và cô đã rất là sợ đi về quê tiếp tục để mà tìm thầy khác cao tay hơn để mà trị các bạn. Thì khi mà về quê á, là có thầy trị rồi, cũng là làm phép làm lễ cái gì đó, nhưng mà hả là cũng không thấy. Thì lúc đó gia đình mới khuyên rằng á là thôi bây giờ là có một cái anh quen với lại gia đình, thấy cái anh này cũng rất là hiền, mà lúc này là cũng đã 27 tuổi rồi, cho nên là gia đình mới nói rằng là cái anh này là cũng có cảm tình với con, thôi bây giờ là con cứ quen rồi tiến tới hôn nhân đi, cũng lớn tuổi lắm rồi. Thì cô bé này cũng nghe lời gia đình của mình các bạn, và hai đứa là cũng quen biết với nhau, rồi khi mà ở đó là cũng làm đám nói, làm lễ đính hôn đó các bạn. Và cách đây vài tháng trước là hai đứa đã làm lễ đính hôn với nhau, nhưng sau khi mà tổ chức xong cái lễ đính hôn đó thì khi mà đêm cô gái này ngủ lại tiếp tục nhìn thấy cái người đàn ông đó, và đang nằm cô kể rằng là lúc đó là đang nằm nghiêng thì tự nhiên là cảm giác giống như là bị ôm chặt từ phía sau và nói vào trong lỗ tai của mình rằng là bây giờ là mày có hai đời chồng, mày có hai chồng, một người âm là tao và một người dương là thằng chồng của mày. Là cái vong đó nói vào lỗ tai của cô này như vậy các bạn. Và khi mà nói xong rồi bắt đầu giống như là cưỡng hiếp cô gái này. Rồi khi mà cô tỉnh dậy, cô lại nói với lại gia đình, cha mẹ của mình, và cũng nói với lại người chồng đính hôn của mình luôn. Thì lúc đó là cái anh chồng này rất sợ các bạn,
bạn khi mà nghe bạn của mình, người vợ sắp cưới của mình nói như vậy thì nói rằng là chắc có thể rằng là do là em đi cái người thầy chưa có cao tay, cho nên nó là để tìm một cái người thầy cao tay hơn để mà gọi cái hồn, cái vong của cái người đàn ông đó về để mà hỏi xem sao. Thì bắt đầu cũng tìm kiếm và theo người, những cái người quen biết người ta chỉ các bạn, và cũng tìm được một người thầy. Và cái người này á là đã làm phép rồi kêu được cái vong đó về để mà nhập xác vào người hầu đồng á. Thì cái này thì cũng không rõ, nhưng mà nhập xác vào và nói chuyện lưu loát rất là bình thường như người với nhau các bạn, thì Thi nghĩ rằng là chắc là kêu về để mà nhập vào cái người ngồi đồng. Và khi mà về thì cái ông này hỏi rằng tại sao mày lại là đi theo, mày lại đi theo cái cô gái này. Thì cái vong đó trả lời rằng thì cái cô gái này là vợ tôi, cho nên tôi theo thôi. Và thầy đã khuyên răn rất là nhiều, nói bây giờ là ngươi là cái người âm, còn cô này là người dương, thì làm sao mà là vợ mà kết hôn với nhau được. Thì cái ông đó, cái vong đó đó nói hả là thì tôi sẽ hút dần dương khí của cô đó để mà cô đó mau đến với tôi các bạn. Và ông này khuyên răn rất là nhiều, nói thôi đừng có làm như vậy, rất là tội lỗi, đi, nhưng mà ông này không chịu. Rồi bắt đầu ông, cái người thầy á, ổng bắt đầu hả là làm căng lên các bạn, hỏi căng lên nó là tại sao, cái lý do gì mà mày khẳng định rằng mày đã kết hôn với lại con bé này, mày nói thử tao nghe xem. Thì cái vong này mới nói rằng á là do có một cái vong khác, đó là một vong nữ các bạn, và cái vong nữ là em, dạng như là em út của ông nội của bạn nữ tên là H này, là có nghĩa là bà cô đó. Và cái vong kia thì theo bạn này, cái vong nữ cô bà cô đó theo bạn H này. Sau đó là trong một lần vô tình đã gặp cái người đàn ông này rồi, hai cái vong nói chuyện với nhau nha. Các bạn nghe kỹ vấn đề này, là cái vong của bà cô đó đã gặp cái vong ông này, và sau đó là nói rằng tao có một đứa cháu gái rất là đẹp, dễ thương nữa, bây giờ tao gả cho mày nha. Thì khi mà đến nhìn thấy cái vong nam này, đến nhìn thấy cô bé H đã thương và đã quyết định rằng nó là sẽ đến ở cùng để mà lấy làm vợ các bạn. Rồi khi mà ông thầy hả là bắt buộc rằng nó là không được, làm như vậy là không được, nhưng mà ông này nhất quyết không chịu tha. Ông này nhất quyết nói là bây giờ cô của nó đã gả cho tôi rồi, thì cho nên nó là cô ta là vợ của tôi không có bỏ được đâu. Thì cái người thầy đã quyết định gọi thêm cái vong hồn của bà cô đó về. Thì bà cô đó về lúc đầu cũng không có chịu, không có chịu làm một cái, giống như là làm một cái tờ giấy ly dị các bạn, y như các phim Tàu mà các bạn coi ngày xưa đó, là bà này á, là không chịu, nói là tôi đã gả cháu tôi rồi. Thì ông thầy mới nói bây giờ á, là bắt tụi nó ly dị với nhau, làm giấy, ký giấy đàng hoàng, nhưng bà này lúc đầu không chịu. Rồi sau đó là thầy đã năn nỉ, bà cũng không chịu. Rồi đến chừng là ổng lấy một cái lệnh bài ra, và ổng nói nếu ngươi không chịu thì ta sẽ đánh cho là hồn siêu phách tán luôn, không có còn cái vong luôn. Thì bắt đầu bà này mới sợ và đồng ý. Rồi bạn H kể lại cho bạn này nghe rằng là làm những cái giấy, rồi kể cả H cũng đánh dấu vô, giống như là lăn tay vô cái tờ giấy đó, giống như ký đơn ly hôn vậy các bạn. Thì sau đó là hai cái vong này đi rồi, thầy đã làm một cái lá bùa dặn dò bạn hát rằng là phải đeo suốt một cái thời gian để cho cái vong đó không thể nào, khi mà về nhà, rời khỏi nhà thầy rồi, sẽ không thể nào mà đi theo cô gái này được nữa. Thì chuyện này á, cái đám nói, cái đám hỏi đó là đã xảy ra cách đây vài tháng, tại vì bạn này gửi cho Thi hồi đầu tháng 7 các bạn, cho nên là cái câu chuyện này là đã xảy ra vài tháng trước. Và sau khi mà đi về rồi, giống như là đã ký cái đơn ly hôn đó rồi, thì không còn nhìn thấy cái người đàn ông đó nữa. Thì hiện tại bây giờ thì Thi không biết rằng là hai bạn đã đám cưới với nhau hay chưa, thì Thi không rõ cái thông tin này. Nhưng đây là câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, bạn nói rằng đây là một cái câu chuyện có thật 100% các bạn. Nếu các bạn không tin thì thôi, đó là cái lời nguyên văn của bạn gửi chuyện cho Thi. Chuyện này bảo đảm có thật. Nếu các bạn tò mò thì các bạn có thể vào trên web của Thi, thithanhphạm.com, để các bạn có thể xem câu chuyện chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì bạn kể về người anh hai của mình, anh ruột nha các bạn. Anh hai và chị là vợ của anh hai đó, là hai người, hai vợ chồng mới thuê một cái ngôi nhà ở trên đường quốc lộ 1A, gần với lại khu
khu công nghiệp Tân Hương. Các bạn nghe quen không? Bạn nào ở Tiền Giang miền Tây nghe rất là quen cái khu Tân Hương này các bạn ha. Và anh hai bạn đã thuê một cái ngôi nhà cũng giá rất là phải chăng. Và cái nhà này á, là chủ nhà họ cũng đã là tân trang, sơn sửa lại cho nên nhìn rất là mới mẻ các bạn. Thì hai anh chị của bạn thuê lại cái ngôi nhà này là để mở một cái quán cơm bình dân để cho công nhân trong khu công nghiệp đó người ta ra người ta ăn đó các bạn. Thì lúc đầu á, cái ngày đầu tiên khi mà khai trương bán rất là đông khách. Vào ngủ cũng những cái ngày đầu dọn đến vào ngủ cũng bình thường và tới cái ngày đầu tiên khi mà khai trương rồi á là bán hôm đó bán rất là đông cho nên là hai anh chị bạn hả là bán mệt luôn, lúc đó chưa có thuê được cái người phụ các bạn cho nên là chỉ có hai người bán chung với nhau thôi và hôm đó rất là mệt cho nên hai anh chị này đã vào để mà ngủ sớm. Thì lúc mà ngủ á thì anh trai của bạn cứ có cảm giác như nghe tiếng chân người đi, nghe tiếng chân người đi ở phía trước. Mình anh hai của bạn á, với lại chị của bạn là nằm ở một cái phòng sau nhưng mà có thể nhìn ra phía trước được và cái phía trước là cái cửa chính á, là một cái cửa kéo bằng Đài Loan á, các bạn cửa sắt Đài Loan á và có thể nhìn ra đường được ở ngoài người ta đi ngang đi qua đi lại là có thể nhìn được đó. Thì anh của bạn á, là nằm đó nhưng có cái cảm giác như là cứ có người đi qua đi lại ngay trong cái phòng phía trước không à. Không phải là ngoài đường, không phải là ngoài cửa mà ở trong cái cửa. Thì anh bạn cứ là lơ mơ cứ nghe cái tiếng đó rồi nhìn ra nhưng mà khi nhìn ra thì lại không nhìn thấy gì. Tại vì nếu nhìn ra mà nếu mà có người đi ở ngoài á thì cái cửa đó là cái cửa nhìn thấy được bên ngoài thì anh bạn sẽ thấy cái người đi ngoài nhưng khi nhìn ra thì anh bạn không hề thấy ai và cứ nhắm mắt lại một chút xíu sau thì lại có cảm giác như có người đi ở ngoài các bạn. Rồi qua ngày hôm sau á thì anh của bạn mới hỏi cái người chủ nhà thì cái người chủ nhà mới nói chắc là ăn trộm thôi chứ làm gì có ai mà đi qua đi lại, chắc là ăn trộm rình thôi, thấy anh mới về cho nên người ta rình. Thì anh cũng suy nghĩ như vậy các bạn, cho nên nó là cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Và tới chiều hôm đó là buôn bán cái ngày thứ hai, là khi cái ngày đầu tiên khai trương đó là nó đắt làm sao thì cái ngày thứ hai nó lại ế, mà nó ế hả là không bán được luôn các bạn. Thì tới chiều cái bà mà bán thịt giao thịt đem lại đó thì cái bà này mới hỏi anh rằng là anh thuê cái nhà này hả người ta có nói gì không. Thì anh hai của bạn mới nói đâu có nói gì đâu. Thì bà này mới nói hả là cái nhà này á là tôi hả nghe nói có vong và khi mà ai mà thuê cái ngôi nhà này là không bao giờ làm ăn được, quá lắm là một tháng là người ta sẽ bỏ của chạy lấy người chứ không có ở lại được vì bị nhét liên tục các bạn và đã đổi rất là nhiều người thuê rồi. Thì khi mà anh của bạn nghe thì cũng hơi hoang mang lắm, tại vì tự nhiên mình nghe như vậy mình thuê một cái ngôi nhà mà bây giờ cái ngôi nhà lại bị người ta nói vậy cho nên cũng suy nghĩ. Nhưng mà anh bạn thì nghĩ rằng là tại vì Duy chỉ có là vợ của anh, có nghĩa là chị dâu bạn là không hề thấy, ngủ bình thường các bạn, chỉ có anh hai bạn thấy thôi. Thì anh hai bạn mới nói với lại bà xã của mình, nói ừ bà bán thịt mới nói vậy giờ sao. Nhưng mà chị hai bạn thì nói em thấy đâu có thấy gì đâu, chắc là anh mệt quá cho nên anh có cảm giác vậy thôi chứ làm gì có ma cỏ anh ơi. Nhiều khi hả cái bà bán thịt đó người ta ghét cái ông chủ nhà rồi người ta nói hả đồn đại ma cỏ để mà tụi mình không thuê mình dọn đi vậy mà. Thì lúc đầu là anh cũng nghĩ như vậy đó các bạn, anh nghĩ chắc người ta nhiều chuyện người người ta ghét. Hình như là Thi có cảm giác như hầu như ai cũng nghĩ vậy khi mà có người cảnh báo với mình rằng là mình đang ở một cái ngôi nhà có ma, người ta cảnh báo mình lại nghĩ người ta nhiều chuyện và có người lại chửi luôn. Và hầu như ai cũng có một cái sợ rằng khi mà mình nói rồi người ta sẽ đồn mình nhiều chuyện đó. Thì nhiều khi người ta nói thì các bạn nên suy nghĩ, đừng có nghĩ mà xấu cho người ta nha các bạn, chủ yếu người ta cũng muốn tốt cho mình. Thì đó là khi mà bà xã nói vậy thì anh cũng an tâm phần nào, tại vì bà xã anh là không hề nghe không hề thấy cái gì hết. Thì đêm đó là tự nhiên là anh đang ngủ anh lại tiếp tục anh nghe các bạn, và kỳ này là anh thấy có một cái bóng đen
thấy một cái bóng đen đi qua đi lại trước cái phòng trước của mình, không phải ngoài đường mà là ở trong nhà nha. Và khi anh nhìn lại thì anh thấy cái đứa bé, một cái đứa bé, và cái đứa bé này á là nó tầm khoảng 7 tuổi, 8 tuổi mà thôi, chứ nó không có lớn hơn. Và cái đứa bé này nó cứ đi tới đi lui, và khi mà anh nhìn ra, anh nhìn chân chân nó thì nó cũng nhìn chân chân anh, và nó nói mày ở đâu, mày vô nhà tao mày ở vậy, mày vô đất tao mày ở vậy, mày đi đi. Đó là bắt đầu đứa bé nó đuổi. Nó đuổi thì anh bàng hoàng. Và sáng hôm sau á là anh đã chạy tức tốc về nhà của mình, về nhà mẹ của mình là mẹ đẻ của bạn đó các bạn, ở Cái Bè. Ở Cái Bè để mà nói cho mẹ, để mà nói cho gia đình mình nghe. Thì mẹ của bạn nói rằng là thôi bây giờ con cứ trở lên đó đi, để cho mẹ là hỏi xem thầy, rồi chúng ta đến thầy thử xem. Và anh lại tiếp tục chạy về cái nhà đó ở chỗ Tân Hương đó các bạn. Thì khi mà về cái đêm đó anh lại tiếp tục thấy, dù rằng là vợ của anh không hề ngủ rất là ngon, không hề thấy gì, mà chỉ có anh hai bạn thấy thôi nha các bạn. Và tới sáng hôm sau cái đêm đó lại tiếp tục là bị nhát tiếp, cũng là nghe tiếng. Rồi đêm đó còn kinh dị hơn một điều rằng là khi mà anh nhìn ra, anh còn thấy có những cái vong hồn. Tại vì cái ở cái cửa đó là cái cửa Đài Loan, thì chúng ta sẽ nhìn từ ở trong ra ngoài, cửa nhà thi cũng vậy nè các bạn, có thể thấy ở ngoài luôn. Và anh thấy là những cái vong mà bị tai nạn giao thông rất là ghê, và đi lại trước nhà anh rất là nhiều các bạn. Ngoài cái đứa bé đó ra mà anh còn thấy thêm những cái vong đó nữa, và anh rất là sợ. Và qua sáng hôm sau là mẹ anh có báo là đã tìm được một thầy ở thị xã Cai Lậy. Thì không có rõ là thầy này ở đâu, cho nên là thì cũng không có nói cho các bạn biết được. Thì khi mà anh nghe như vậy thì sáng hôm sau anh về và gặp ông thầy đó. Và khi mà anh bước vào trong nhà là ông thầy đó chưa, anh chưa có kịp nói gì hết, mà ông thầy đó đã nói rằng là hiện tại cái nhà con đang ở là có một vong. Và cái vong này là nó không chịu đi đầu thai, và nó rất là ghét cái người chủ đất, là cái ông chủ nhà của anh đó các bạn. Nó rất là ghét cái ông đó, do là phía hồi xưa chỗ đó là một cái nghĩa địa, sau đó hả là người ta bốc mộ đi nhưng vẫn xót cái mộ đó. Và cái ông chủ nhà đó hình như là biết nhưng mà vẫn cất nhà lên để mà đè lên cái mộ của nó các bạn. Và nó rất ghét cái ông chủ nhà này, khiến cho là cái lòng căm hận của nó làm cho nó là đã thành quỷ rồi, chứ nó không có thành vong bình thường nữa. Cho nên nó là bây giờ con dọn nhà con đi đi, tại vì khi mà con ở đó thì con cũng sẽ không có làm ăn gì được đâu. Rồi nhiều khi là con sẽ thấy nó hiện hồn cả ban ngày, tại vì nó là quỷ, cho nên nó là nó sẽ hiện ra cả ban ngày để mà nó cho con thấy, để con sợ, để mà con đi, nó đuổi con đi. Thì tự nhiên anh bạn rùng mình các bạn. Tại vì có một lần cách đây vài ngày trước đó, là trong lúc anh phơi đồ, tại vì phía bên hông nhà anh là có một cái con hẻm, và anh sẽ làm một cái dây phơi đồ ở ngoài đó các bạn. Thì lúc đó anh phơi đồ á, thì tự nhiên anh có thoạt, tại vì lúc đó là một buổi trưa nha, buổi trưa, cho nên nó là anh bước ra thì anh có thoạt thấy có một đứa bé mà nó đi trên cái xào phơi đồ á, cái dây phơi đồ nó anh thấy. Nhưng mà lúc đầu là anh nghĩ rằng chắc là mình nhìn lầm, hoặc là cái đứa bé đó là chắc là con cái nhà ai trong cái hẻm đó thôi. Anh thấy nó đi trên cái dây phơi đồ và nó đi thẳng vào trong hẻm luôn. Thì tự nhiên anh rùng mình khi mà nghe hả cái người thầy này nói như vậy, rồi nhớ lại mình đã nhìn thấy vậy. Lúc đó anh chưa hề nghĩ gì, cho nên nó là anh rùng mình khi nhớ lại chuyện đó các bạn. Và khi về á là anh đã dọn đi luôn, và đã bỏ hết 6 tháng tiền nhà. Ông chủ nhà đó ông lấy tới 6 tháng tiền cọc đó các bạn, thì anh bỏ luôn. Và tới bây giờ là bạn nói rằng cái ngôi nhà đó sau khi mà anh dọn đi á, là ông chủ nhà này cho thuê một cái tiệm áo cưới. Tại vì là khu vực mà quốc lộ 1A mà hướng về miền Tây, khu vực đó rất là đông các bạn. Ngay khu đó là cái khu Tân Hương, một cái khu công nghiệp Tân Hương. Và mỗi lần mà Thi đi về quê của Thi là Thi hay ghé, có một cái quán hủ tiếu thì Thi hay ghé ở ngay chỗ đó Thi ăn lắm. Cho nên Thi biết rằng cái chỗ đó rất nhộn nhịp, rất là nhiều người, rất là nhiều công nhân, cho nên là chỗ đó rất là đông người. Thì ông chủ nhà này cũng cho thuê một cái tiệm áo cưới, nhưng mà chỉ được một thời gian thì người ta cũng đã dọn đi. Và hiện tại rằng là ngôi nhà này đang khóa cửa bỏ không, không cho ai mướn hết các bạn. Và đây là một câu chuyện có thật, và bạn đã gửi trên mail cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com của Thi, cho các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha.
Và tiếp tục một câu chuyện nữa, một câu chuyện này thì bạn gửi cho Thi hồi đầu tháng 6, do là tin nhắn của bạn Joy, tại vì trên Facebook các bạn, cho nên Joy rất là xa, Thi mới kiểm tra lại cho nên mới thấy. Thì thành ra nếu mà bạn nghe lại câu chuyện này do Thi kể á, thì bạn thông cảm giùm cho Thi nghe, bỏ qua nha, đừng có giận nha. Và câu chuyện bạn kể về chị trong gia đình bạn các bạn, và người chị này thì lúc đầu có quen một anh chàng, nhưng mà gia đình bạn thì không có chịu. Gia đình bạn nói rằng là cái anh này là không có chí hướng, chỉ lo là ăn chơi, không có lo làm ăn, cho nên là đã cấm cản và không cho chị này quen nữa. Và sau đó thì chị này cũng nhận thấy như vậy, cho nên chị đã quyết định chia tay các bạn. Và chị đã quen với lại một người Việt Kiều ở Úc, và anh này đang là chồng của chị hiện tại bây giờ luôn. Thì khi mà quen với lại người đó bên Úc á, thì cái người này cũng rất là tốt và cũng có dự định rằng là sẽ bảo lãnh chị đi nước ngoài. Cho nên hai người á, là cái mối quan hệ rất là thấm thiết với nhau. Rồi cái anh mà cái người yêu cũ á, là liên tục tìm để mà gặp, để mà xin quay lại rồi gọi điện, nhưng mà chị đều từ chối, tại vì cái anh này không có chí hướng làm ăn mà chỉ lo chơi bời thôi các bạn. Thì sau đó là anh này cũng ngưng không gọi nữa. Nhưng một lần là chị này đi đám cưới một người bạn của mình, thì có gặp anh đó trong đám cưới, và hai người là cũng gặp nhau, nhưng mà với một cái tư cách là bạn bè bình thường. Và anh này cũng lợi dụng cái tư cách bạn bè bình thường đó để mà mời chị này đi cà phê. Và chị này cũng vì nể các bạn, cho nên đã quyết định là cũng đi cà phê, nghĩ rằng là mình đi thì mình uống nước như bạn bè thôi chứ không cứ nghĩ gì. Nhưng khi mà sau cái buổi cà phê đó về thì chị lại thay đổi hẳn luôn các bạn. Thay đổi mà hả, tìm cách là gây lộn với cái anh bên Úc, rồi hả rất là bực bội và hay chửi bới. Và gia đình nhận thấy rằng là tại sao thay đổi một cách kỳ cục mà 360 độ quay một vòng luôn như vậy. Thì gia đình bắt đầu nghi ngờ các bạn, nghi ngờ rằng là chị này đã bị bỏ bùa bỏ ngải gì rồi, cho nên là quyết định rằng là sẽ dẫn chị này để đi về thầy Ba Sát ở cái răng Cần Thơ. Thì bạn nói rằng là thầy Ba Sát này là hình như là em kết nghĩa gì là của ông nội ông ngoại bạn á, nhưng mà Thi không nhớ rõ cái chi tiết này lắm. Và bạn nói thầy Ba Sát này rất nổi tiếng, hầu như là những người mà sống ở Cần Thơ lâu năm thì sẽ biết ông thầy này. Và khi mà đưa về ông thầy này là gia đình phải đánh lừa chị này các bạn, giống như là giả bộ là đi đâu á, nhưng mà sẽ quẹo vào nhà ông thầy đó. Và khi mà bước vào nhà ông ba á, thì bạn kêu là ông ba, tại vì không có kêu là thầy ba như người khác, tại vì ông này là ông nội, em kết nghĩa của ông nội bạn, cho nên bạn kêu là ông ba. Thì khi mà bước vào nhà của ông ba thì ông nói rằng trời ơi, bùa đầy mặt kìa, mày muốn chết hay sao mà để mà bùa đầy mặt như vậy. Và ông kêu vào các bạn, và sau đó ông đã hả là kéo chị xoay ngồi xoay lưng lại với ông và làm một cái gì đó. Rồi ông đặt một cái tờ giấy rất là dài, giống như là tờ giấy người ta ghi bùa đó, và ông đặt một cái tờ giấy đó lên lưng của chị rồi làm một cái gì. Những cái động tác đó thì Thi không thể nào diễn tả lại cho các bạn nghe được, nhưng mà chỉ biết rằng là ổng áp cái tờ giấy đó, và sau đó ổng vuốt một cái. Thì khi mà đem tờ giấy đó ra thì gia đình bạn đã hốt hoảng khi nhìn thấy trong cái tờ giấy đó có một hình người đàn ông các bạn. Mà rõ ràng trước đó là cái tờ giấy hoàn toàn trắng bình thường, nhưng mà khi lấy ra khỏi cái lưng chị này rồi á, là thấy rõ ràng trong tờ giấy có một người giống như là người đàn ông như vậy đó. Thì khi mà được làm gỡ được cho cái bùa đó rồi á, thì chị về một cái trạng thái bình thường giống như ngày xưa, không có bị mà cứ đi chơi với anh đó, giống như là ông này đã bỏ bùa bỏ ngải để cho chị quay về với ổng như vậy đó. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai thì bạn kể là thầy Ba Sát này nè. Thầy Ba Sát này thì có ba người vợ. Người vợ đầu tiên là khi kết hôn đẻ cho thầy là 8 đứa con, và sau đó là tới người vợ thứ hai. Người vợ đầu tiên chết các bạn, và tới người vợ thứ hai cũng không biết làm sao, nhưng mà tới cái người vợ thứ ba thì cái bà ba này là rất là ham ăn ham của, giống như là mẹ ghẻ con chồng á, các bạn có thể tưởng tượng được, và thường xuyên ăn hiếp những cái đứa con của cái bà cả đầu tiên mà đã mất. Và khi mà ăn hiếp như vậy á, là nhiều khi rất là ác các bạn, trước mặt
ổng thì không có gì, nhưng mà sau lưng ổng thì rất là ác, khiến cho đến nỗi cái vong hồn của cái bà cả phải quay về, và đã quay về nhập thẳng vào trong người của bả và tự đánh bả luôn. Mày đánh con tao, mày dám đánh con tao, mày chửi con tao nè. Và khi mà bả tỉnh, bả rất sợ, bả rất sợ, và bả ôm con bả để bả chạy ra khỏi nhà, chứ bả không có dám ở đó. Và cũng từ đó về sau là bả cũng không có dám ăn hiếp con chồng nữa. Và những cái người con, những cái người con của cái bà cả, kể lại lúc đó còn rất là nhỏ, không có lớn đâu, tầm khoảng mười mấy tuổi mà thôi, nói rằng là nhiều khi thấy mẹ về đi trong nhà, bà rất thương con, các bạn về chăm sóc nhà cửa, cái vong đó là đi về trong nhà chăm sóc nhà cửa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai rất là nhỏ, nhưng cái vấn đề đây là cái ông thầy này nè, cái ông thầy ba sát này nè, là ổng nuôi rất là nhiều, ổng trữ trong nhà, giữ trong nhà rất là nhiều vong hồn, và trong đó có một cái vong, và cái vong của cái cô này tên là An L hay là T gì đó thì cũng không có nhớ rõ, nhưng mà cái vong của cô này là chết do bị cưỡng hiếp. Và người ta đã, khi cưỡng hiếp xong là đã vùi, giết rồi vùi cái xác xuống những cái lục bình đó các bạn, những cái lục bình trôi sông và vùi xuống sình đó. Thì khi mà ông này đã đến đó để mà đem cái vong của cái cô này về, và cái cô này rất là giỏi nha, giống như là trông nom cho ổng, rồi nhiều khi đi giống như ma mát vậy đó, các bạn có thể tưởng tượng như vậy. Và khi đến khi mà ông ba sát nè, ổng mất đi nè, là cách đây 6-7 năm trước á, là ổng đã mất rồi nha. Và khi ổng mất rồi á, thì cháu nội của ổng là những cái đứa sau này là lớn rồi á, là ở xa, ở Cà Mau hay là ở Sóc Trăng gì đó thì không nhớ rõ, bạn cũng không nhớ rõ, tại vì bạn nghe kể lại mà thôi. Và cái cô đó đó, cái cô mà cái vong mà đã bị vùi cái xác ở dưới lục bình đã đi về nhà, đi về nhà và nói rằng là bây giờ là ông ba, thầy ba ổng chết rồi, không ai cúng cho tao ăn á, rồi tao đói, tao lạnh quá, thôi bây giờ tụi bay lên rước tao về thờ tao đi, rồi tao phù hộ cho tụi bay làm ăn. Thì cái người con đó mới trả lời bả rằng là con đâu có biết cô ở đâu đâu mà rước. Thì bả nói tụi bay cứ đi đi, tao dẫn đường cho tụi này đi. Và sau sáng hôm đó là những cái đứa, cái người con mà được bả, cái người cháu mà được bả báo mộng á các bạn, đã đi đến, và đi đến ngay cái nhà của cô Út luôn. Cô Út là con của ông ba sát, là cô Út của cái người đó, là đến cái nhà đó. Và trong cái nhà đó có rất là nhiều bài vị, tại vì khi mà ba mình mất thì cái người đó, người đó Út là ở trong cái nhà đó, nhà thờ đó. Và khi hả là bước vào có nhiều bài vị lắm, và đốt nhang, cái người cháu này đốt nhang, và khi đốt nhang xong thì tự nhiên một cái bài vị rớt ra các bạn, tự động rớt ra, tại vì nhiều bài vị nhưng không có để tên ai ai đâu, nhưng mà tự động cái bài vị đó rớt ra, và cái người cháu đó đã đem cái bài vị đó về để mà thờ. Thì đó là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ bạn gửi cho Thi. Thi đọc á thì có khi Thi không có hiểu nhiều, tại vì bạn viết á là lung tung, rất là lung tung các bạn, và cũng không có dấu, câu có dấu, câu không có dấu, rồi lung tung hết trơn à. Cho nên nó là Thi cũng không có hiểu nhiều lắm. Thì phải ráng cố gắng để mà hiểu dữ lắm. Thì nếu mà các bạn nào muốn thử để xử xem các bạn hiểu câu chuyện này đến đâu, thì các bạn cũng có thể vào trên web của Thi để mà xem chính chủ kể lại nha. Và Thi sẽ kể tiếp tục một cái câu chuyện nhỏ xíu thôi, ở Phước Bình. Ở Phước Bình thì bạn này thì kể rằng là cái ngôi nhà bạn ở là cái ngôi nhà trước đây, khi mà gia đình bạn chưa bán để mà đi qua ngôi nhà khác á, thì lúc đó bạn chỉ mới có 2 tuổi thôi các bạn. Mẹ của bạn thì chăm bạn rất là kỹ, nhưng mà hôm đó thì mẹ bạn có khách đến, và mẹ bạn đã ra nói chuyện với khách, và bạn để bạn ngồi chơi ở gần cái cầu thang á. Thì các bạn biết mà, con nít 2 tuổi thì thí dụ như là bò lên cầu thang thì cũng lâu và cũng rất là khó khăn đúng không? Không phải là muốn bò lên như là những cái đứa lớn hơn mà bò đâu. Mới có 2 tuổi thôi, thì khi mà đang mẹ bạn đang ngồi nói chuyện với người bạn của mình thì tự nhiên nghe tiếng ré lên, tiếng khóc của bạn. Và lúc đó mẹ bạn hết hồn và chạy vào, thì khi mà nhìn lên trên cái cầu thang á, thì mẹ bạn đã nhìn thấy có một cái bóng đen đang ngồi cạnh bạn và vụt đi khi mà trông thấy mẹ bạn và cái bóng đen đó vụt đi các bạn. Và bạn á thì đang ngồi ở trên cao chót vót, cách đó gần 20 bậc thang lên lầu 1. Thì mẹ bạn rất là sợ luôn khi mà trông thấy cái bóng đen, giống như là cái bóng đen đó đã rinh bạn lên trên lầu như vậy đó. Thì một chút xíu sau thì sẽ kể một cái câu chuyện ở Cần Thơ cũng tương tự như
như thế này. Thi nhớ lại một đứa em ở dưới Cần Thơ đã kể cho Thi nghe. Thì khi mà mẹ bạn nhìn thấy cái bóng đen đó là tự nhiên ngồi kế con mình, rồi thấy mình mà vụt bay đi mất tiêu vậy, mẹ bạn sợ dữ lắm. Và mẹ bạn đã khóc và chạy lên để mà ẵm bạn xuống. Đó là cái lần đầu tiên mà bạn nghe mẹ bạn kể lại. Và lần thứ hai thì cách đó là lúc đó bạn học lớp 3, lớp 4 gì rồi. Và do rằng là gia đình bạn ngủ chung, ba mẹ bạn rồi chị bạn và bạn ngủ chung với nhau, thì bạn nhớ tự nhiên có một đêm mà ba, nếu mà học lớp 3, lớp 4 thì năm nay cũng đã 9 tuổi, 9 tuổi là có thể nhớ rồi. Thi cũng có thể nhớ được cái khoảng thời gian xảy ra cái thời mà Thi 8, 9 tuổi được. Đó là khi bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn giật mình thức dậy các bạn, và bạn có trông thấy một cái bóng đen. Và cái bóng đen này thì tóc tai bù xù, nhìn rất là ghê, mà con mắt thì đỏ quét à, mà nhìn không thấy cái miệng. Nhưng mà bạn thì nghĩ là chị mình, bạn nghĩ rằng ừ chắc chị mình quá. Rồi cái bạn mới hỏi sao giờ này không ngủ mà chị ngồi, chị đứng đó chị làm cái gì. Thì tự nhiên cái người này nghe bạn hỏi vậy là người này biến mất tiêu. Và bạn nghĩ kỳ vậy trời. Và sau đó bạn đã quay lại thì bạn thấy chị bạn đang nằm ngủ say sưa kế bên các bạn. Và bạn sợ hãi, bạn không thể nào ngủ được. Đó là cái lần đầu bạn nhìn thấy một cái đầu tóc mà bù xù như vậy các bạn. Thì cho tới cái lúc đó là cái khoảng thời gian đó là lúc mà bạn học lớp 3, lớp 4 hay là cách khoảng 3 năm sau nữa. Và bạn nhớ rằng là trong một lần bạn đang đứng ở trong toilet, không biết bạn rửa mặt hay đánh răng gì đó, nhưng mà ở ngoài cái kệ giày là mẹ bạn sắp xếp rất là ngay ngăn nắp các bạn. Và khi mà sắp xếp vậy thì tự nhiên là bạn đang đứng như vậy thì cái kệ giày nó đổ xuống. Nó đổ xuống và bạn nghĩ, lúc đầu bạn nhìn lại bạn thấy cái kệ giày đổ xuống vậy thì bạn nghĩ chắc chuột quá. Chuột nó chạy vô trong cái kệ giày á, cho nên là cái kệ giày nó bị ngã. Rồi bạn dự định là bạn sẽ bước lại bạn xem cái con chuột nó trốn ở đâu. Và khi bạn bước vài bước thì tự nhiên là bạn hoảng hốt khi mà nhìn thấy á, là trong những cái đôi giày, những cái đôi dép đang rơi vãi ở dưới nền nhà, tự nhiên có một đôi bắt đầu bước mà không nhìn thấy ai. Các bạn tưởng tượng trong phim ma thì giống như là cái đôi dép như vậy và tự nó bước, giống như là có người mang vô và bước đi á. Thì bạn nhìn thấy hoảng hốt, rất là sợ cái chuyện đó, cho nên nó là bạn đã chạy đi mất tiêu luôn và sợ hãi. Đó là những cái lần mà bạn nằm hoặc là trong nhà đó bạn chứng kiến. Và sau đó thì gia đình bạn cũng đã bán cái nhà đó để mà dọn đi. Thì sau này bạn cũng có nghe rằng là cái nhà đó là bán cho rất là nhiều người, người ta mua về và bị nhét rồi cũng dọn đi các bạn. Cho đến cái người ở lâu nhất hiện tại thì người ta cũng nói rằng là đêm là cứ nghe tiếng kéo ghế, kéo bàn rất là mạnh, mà không biết ai kéo, và cái người đó là ở dai nhất trong ngôi nhà đó. Và đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi. Và bạn nói rằng nhà của bạn ở Phước Bình. Câu chuyện này bạn gửi lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ Thi mới thấy tin nhắn của bạn, cho nên nó là bạn cũng thông cảm giùm cho Thi nha. Và Thi sẽ kể thêm, mặc dù rằng bây giờ đã 37 phút rưỡi rồi, nhưng mà do bữa nãy Thi hứa thì Thi sẽ kể. Đó là một lần đó, cách đây rất là lâu rồi, thì Thi có một thằng em ở dưới Cần Thơ. Nó là cũng là một fan rất là ghiền chuyện ma các bạn. Cho nên nó là cứ hễ, tại vì Thi cũng hay nói với nó, rồi nó cũng hay kể cho Thi nghe. Và nó đã một lần đó nó nhắn tin cho Thi, nó nói ê chị bà ơi, bà mới có một cái chuyện này xảy ra rất là ghê. Và cái chuyện này đã xảy ra với lại một người chị bà con của nó, và chị bà con của nó là giáo viên mầm non các bạn. Thì bạn nói rằng á, thằng này nó kể rằng là chị nó làm trong một cái trường, và cái trường này là ba tầng lầu. Thì một hôm là những đứa học sinh sau khi mà gia đình trường, nhà trường là đang chuẩn bị cho ăn, hay là, tại vì câu chuyện này cũng đã rất là lâu rồi, nhưng mà Thi nhớ lại khi mà kể cho các bạn nghe cái vụ mà đinh đứa con nít lên cầu thang bữa nãy. Thì khi mà hình như là cho tụi nó ngủ và giáo viên lúc đó đang dọn dẹp để mà chuẩn bị nghỉ trưa, để cho chuẩn bị cái cử chiều khi mà tụi nó dậy đó các bạn. Thì tự nhiên đó là nguyên một cái tớp giáo viên, trong đó là có người chị của bạn đang dọn dẹp, thì thấy là một cái đứa bé rơi xuống, từ ở trên lầu rơi xuống các bạn. Và những cô, những các
bạn biết mà, tự nhiên thấy một cái đứa bé rơi trên cao xuống thì rất là sợ, cho nên trời ơi sao mà tự nhiên nó rớt xuống vậy. Và hả là cái những cái cô này chạy ra để mà ảnh cái đứa nhỏ đó vào, nhưng đứa nhỏ này không hề, dầu rằng rớt ở trên cao rớt xuống như vậy nhưng không hề bị một cái gì, không hề bị xây xát gì luôn các bạn, không tay chân mặt mày là bình thường, mà chỉ bị dính dơ, dạng như dính cát, dính dơ một chút xíu thôi, chứ hoàn toàn không hề bị gãy tay gãy chân. Mà mặc dầu rằng á, là cái tầng trên cùng của cái nhà đó là cô đã đóng cửa lại rồi, đã đóng cửa là không thể nào một cái đứa con nít mà 3-4 tuổi mà nó có thể leo từ ở dưới đất mà nó leo lên trên lầu rồi nó sẽ tự mở cửa ra để mà nó đi ra ngoài đó để mà nó leo xuống dưới hết các bạn. Và cái cô đó đã kể lại rằng là cái tầng trên cùng là đã có một cái cửa để mà đóng gài và giống như là móc một cái ống khóa để mà cho, không có bấm nha, nhưng mà móc thôi. Nhưng mà chỉ có người lớn mở được thôi, với cái chiều cao đó là chỉ có người lớn mở được, chứ hoàn toàn một đứa con nít nó không thể nào mà nó tự mở được cái cánh cửa đó hết các bạn. Và sau khi mà các cô giáo này hả là nhìn thấy đứa nhỏ này nó rơi xuống và đem vào, nó cười giỡn bình thường, và theo dõi những ngày sau là nó hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Và các cô rất là sợ, rất là sợ khi mà cái chuyện đó xảy ra như vậy. Tại sao mà cái đứa con nít từ ở dưới mà nó có thể leo lên lầu, nó leo lầu mà nó có thể mở cửa ra, nó mở cửa ra vậy, thì đó là một cái câu hỏi rất là bí hiểm mà những cô này là mang trong lòng và cũng sợ hãi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện để Thi tìm thử thôi, Thi có nhớ là Thi có chụp lại cái câu chuyện này, nhưng mà cái câu chuyện này là bạn đã kể cho Thi nghe là trước khi mà Thi kể chuyện ma ở trên YouTube nữa các bạn, rất là lâu rồi, hồi năm rồi lận. Để Thi tìm lại tin nhắn thử coi còn hay không, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web cho các bạn xem. Câu chuyện bạn kể thì có rõ ràng hơn Thi như rất là nhiều, tại vì Thi nhớ theo cái trí nhớ thì Thi kể lại cho mọi người nghe thôi. Và bây giờ là Thi đã kể xong tập 118 của chuyện ma có thật, do tất cả nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi rồi. Và bây giờ 7:30 các bạn, thì một chút xíu sau Thi sẽ up lên trên và YouTube của Thi, và các bạn xem xong thì ngủ ngon nha. Và nhớ tối nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi kể rồi hãy ngủ nha mọi người. Xin chào.